Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử diễn viên Việt Anh. Việt Anh có tên thật là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh vào ngày 8 tháng 9 năm 1981, là một diễn viên người Việt Nam. Anh nổi tiếng với vai Cao Thanh Lâm trong bộ phim Chạy Án thuộc loại phim truyền hình cảnh sát hình sự. Năm 2017, anh tiếp tục thành công với vai diễn cậu ấm Phan Hải trong bộ phim Người Phán Xử. Việt Anh cũng đã từng tham gia làm người dẫn chương trình truyền hình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Việt Anh sinh ra tại Hà Nội. Anh sinh ra trong gia đình có hai anh em. Anh trai của anh là Nguyễn Lê Việt Thắng, hơn anh 2 tuổi. Tuy cả bố và mẹ đều là công chức nhà nước, nhưng do sự khó khăn của nền kinh tế bao cấp thời đó nên cả gia đình anh sống chung với ông bà nội và hai người chú trong một căn nhà trên tầng 4 của khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa. Khi anh học cấp 2 thì bố mẹ chia tay, hai anh em ở với mẹ, còn bố anh thì chuyển vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Về sự nghiệp, sau khi học xong trường Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2003, cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7 của anh đã hình thành khi mà anh theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC. Tại đây, anh đã được gặp thầy chủ nhiệm Hoàng Dũng, lúc này đang là nghệ sĩ ưu tú và là giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, người thầy mà Việt Anh rất tôn trọng và kính nể sau này. Trên màn ảnh nhỏ, với ngoại hình ưa nhìn, cao ráo nên Việt Anh thường được đạo diễn giao cho những vai thuộc nhóm phản diện như công tử nhà giàu, dân ăn chơi, dân giang hồ. Sau một số bộ phim chưa tạo được nhiều ấn tượng, sự nghiệp diễn xuất của anh đã bước sang một trang mới kể từ khi tham gia vào hai phần của bộ phim Chạy Án. Năm 2006 đến năm 2008, nổi tiếng với Chạy Án. Phim lấy bối cảnh từ vụ án có thật về gia đình ông Mai Văn Dâu. Chạy Án được phát sóng vào năm 2006. Việt Anh vào vai Cao Thanh Lâm là con trai của Thứ trưởng Cao Đức Cẩm, diễn viên Lê Dũng Nhi đóng. Lâm đi học thạc sĩ tin học ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Lâm đã trở thành một cao thủ tin học và trở về Việt Nam nắm giữ vị trí trưởng phòng thương mại điện tử ở ngân hàng Phú Tài. Vốn dĩ là một công tử được bố mẹ nuông chiều, thích ăn chơi, Lâm đã kết bè kết đảng với nhiều phần tử bất hảo, đáng chú ý là Tony Nguyễn do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tiến Đạt thủ vai. Một Việt kiều Pháp đã rủ rỗ Lâm theo con đường cờ bạc và ma túy. Thua bạc và không có tiền để hút trích, Lâm đã tìm cách ăn cắp tiền từ ngân hàng của mình. Việc bị bại lộ, Lâm đã tìm cách bỏ trốn xuống Móng Cái cùng với cô Bồ Vi, nhưng đã bị bắt lại trên đường chạy trốn. Trước áp lực từ việc Lâm bị bắt, ông Cẩm đã viết đơn xin từ chức và định tự sát, nhưng kịp thời được người ngăn lại. Cuối cùng, nhờ có nhân thân tốt và được người thân bồi hoàn một phần số tiền, Lâm chịu mức án 10 năm tù, phải nộp 30 tỷ đồng. Tony Nguyễn cũng bị bắt vì tổ chức đánh bạc. Phần 1 kết thúc với cảnh cô vợ Minh Phương hạnh phúc đến thăm Lâm ở trong trại giam. Tiếp theo, thành công của phần đầu, Chạy Án phần 2 được phát sóng vào năm 2008. Bà Dung, mẹ của Lâm, cùng với cánh đàn em đã bày ra kế giả điên để đưa Lâm đang ở trong trại về nhà chữa bệnh. Sau khi thoát trại, Lâm vẫn ngựa quen đường cũ, cùng với những kẻ hợp tác làm ăn trước đây, thực hiện những hành vi phạm pháp. Cuối cùng thì vụ chạy án giả điên của Lâm cũng bị làm sáng tỏ. Bộ phim kết thúc với cảnh Lâm bị nghiện ngập ma túy, hại chết ông mình, rồi cơn ảo ảnh đã làm cậu ngã từ tầng 2 căn biệt thự xuống nhà xuống đất mà chết. Bộ phim kết thúc với cảnh Minh Phương vui đùa cùng với đứa con trai duy nhất mà cô có với Lâm. Tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2006-2008, Chạy Án và Chạy Án 2 đều được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất. Ngoài ra, Chạy Án phần đầu còn giành được giải đặc biệt ở hạng mục Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2008. Sau những thành công vang dội ấy của hai phần phim, từ một diễn viên không chuyên, Việt Anh đã dần trở nên quen mặt với khán giả cả nước. Anh nổi lên là một diễn viên trẻ và tài năng trong làng phim ảnh miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.
2009 đến 2016 tự làm phim và giải Cánh Diều Vàng, bắt đầu có chỗ đứng trong nghề. Việt Anh đứng ra thành lập công ty cổ phần dịch vụ quảng cáo và sự kiện Phong Cách Mới có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, do đích thân anh làm giám đốc, còn anh trai Việt Thắng thì giữ vai trò là người điều hành các dự án của New Style. Cuối năm 2009, công ty New Style của Việt Anh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ quảng cáo Toàn Phương sản xuất bộ phim Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đây là bộ phim truyền hình tâm lý, tình cảm lấy chủ đề về hành trình phẫu thuật nụ cười của tổ chức Operation Smile, dài 30 tập, được HTV đặt hàng để phát sóng trên HTV7 vào khoảng tháng 4 năm 2010. Trong bộ phim, Việt Anh cũng tham gia vào vai luật sư Quốc Minh. Tuy nhiên, sau khi phim khởi quay được 5 tập thì New Style xảy ra tranh chấp vốn góp với bên đối tác khiến cho dự án phim bị đình trệ. Đạo diễn Hồ Ngọc Sum thì quay sang thực hiện các dự án khác, đài HTV phải thay đổi lịch phát sóng, còn hai công ty sản xuất thì lao vào vòng xoáy kiện tụng. Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm thì công ty của Việt Anh đã được Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố thắng kiện và được đền bù 99 triệu đồng. Đầu năm 2014, Việt Anh tiếp tục cộng tác với VFC khi mà tham gia ghi hình trong bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về phần 3 của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Tiếp nối thành công Khi Đàn Chim Trở Về phần 1 và phần 2, 45 tập phim của Khi Đàn Chim Trở Về phần 3 xoay quanh cuộc chiến đấu bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm trước sự hoành hành của lâm tặc. Đây là một trong số ít phim mà Việt Anh đóng vai chính khi mà diện vào vai Thành, một người đàn ông chính nghĩa, sống có lý tưởng và là một cán bộ kiểm lâm mẫn cán hết lòng vì màu xanh của rừng. Ngày 19 tháng 12 năm 2015, trong phần cuối của lễ trao giải và bế mạc liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 35 diễn ra tại Đồng Hới, Quảng Bình, vai Thành kiểm lâm của anh đã được trao tặng bằng khen diễn viên nam xuất sắc nhất. Còn bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về cũng giành giải vàng ở hạng mục phim truyền hình trước đó ít phút. Ngày 20 tháng 4 năm 2016, trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2015 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Việt Anh lần đầu tiên giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình. Cùng với đó, bộ phim Khi Đàn Chim Trở Về giành giải Cánh Diều Bạc xếp sau phim Tuổi Thanh Xuân hạng mục phim truyền hình xuất sắc, và đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cũng giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc thể loại phim truyền hình. Ngoài ra, trong năm 2016, anh còn lọt vào danh sách top 5 đề cử giải VTV Award 2016 ở hạng mục diễn viên nam ấn tượng nhưng không giành giải, và người giành giải sau này là diễn viên Hồng Đăng. Về năm 2017 đến nay, tiếp tục thành công với Người Phán Xử. Khoảng cuối tháng 3 năm 2017, anh đã đánh dấu sự trở lại với thể loại phim hình sự khi mà tham gia ghi hình bộ phim Người Phán Xử với kịch bản được kế thừa từ bộ phim cùng tên của nền điện ảnh truyền hình Israel. Đây là một bộ phim nằm trong series phim Cảnh Sát Hình Sự của VFC, nhưng Người Phán Xử không đi sâu vào công việc của những chiến sĩ công an là điều tra, giải quyết các vụ án, mà nó là bức tranh đa chiều về đời sống, suy nghĩ, tình cảm, các mối quan hệ phức tạp và cuộc chiến giành quyền lực trong giới giang hồ. Các bộ phim mà Việt Anh đã tham gia: Lời Thề Cỏ Non, Bản Lĩnh Người Đẹp, Dòng Sông Phẳng Lặng, Con Đường Gian Khổ, Chạy Án, Chạy Án Phần 2, Chàng Trai Đa Cảm, Gia Tài Bác Sĩ, Gió Nghịch Mùa, Quán Kem Tình Nhân, Cảnh Sát Hình Sự, Chỉ Còn Lại Tình Yêu, Chân Trời Trắng, Vòng Xoáy Bạc, Ông Tơ Hai Phải, Ranh Giới Mong Manh, Bóng Tối Rực Rỡ, Tình Yêu Không Hẹn Trước, Chỉ Có Thể Là Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Khi Đàn Chim Trở Về phần 3, Khúc Hát Mặt Trời, Ripple, Mù Tạt Và Em, Moscow Mùa Thay Lá, Người Phán Xử, Cư Dân Thông Thái, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Phía Trước Là Cả Một Đời Phán Xử, Mê Cung, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Chồng Cũ Vợ Cũ, Người Yêu Cũ. Về đời tư, năm 2007,
Việt Anh lập gia đình với phóng viên Thủy Linh. Đám cưới diễn ra ngày 26 tháng 2 năm 2007. Linh từng là học trò của mẹ Việt Anh khi bà còn là giáo viên dạy tiếng Anh. Do yêu cầu công việc, Linh chuyển vào làm biên tập viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Việt Anh đã quyết định cùng với vợ vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau một thời gian chung sống, họ có một cô con gái tên Song Anh, bé dâu Tây. Và sau đó thì hai người chính thức ly hôn ngày 15 tháng 1 năm 2010. Sau khi ly hôn, Linh cùng với con gái sang Mỹ định cư. Đầu năm 2016, Việt Anh đã đăng ký kết hôn với bạn gái là Trần Hương, nhưng hai người tổ chức đám cưới từ trước. Trần Hương sinh năm 1989, hoạt động kinh doanh tự do. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2017, Trần Hương đã sinh bé trai đầu lòng tại một bệnh viện ở Hà Nội bằng phương pháp phẫu thuật. Việt Anh đã đặt tên thân mật cho con là bé Đậu. Đến năm 2019, hai người thông báo ly dị, có tin là vì sự xuất hiện của người thứ ba. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.